đến luôn đấy, ví dụ số 1. Nào, nguyên tố A có 5 electron S ngoài cùng. 5 electron S. Đúng ạ? Vậy suy ra cái cấu hình E. Thầy viết tắt CHE, cấu hình E. Có dạng là gì nhỉ? À 1S2. 2S2. Vậy tính đến đây là chúng ta đã có được là 4 electron S rồi, đúng không ạ? Và chắc chắn nó sẽ còn một electron S nữa. Đấy, thì nhưng mà để có cái phân lớp 3S tiếp theo thì chúng ta phải bão hòa cái phân lớp này. 2P6 và 3S, đây là 3S1. Được chưa? 3S1 như thế này. Thì đây chính là cấu hình E của cái nguyên tố này. Và từ cấu hình E này chúng ta có thể suy ra này. Thứ nhất, nó có 3 lớp E. Nên suy ra là đây thì A sẽ thuộc vào chu kỳ 3. 3 lớp E mà, đúng không nhỉ? Thứ hai, nó là nguyên tố họ S. Nguyên tố họ S. Bởi vì electron cuối cùng điền vào phân lớp 3S. Đấy, mà lại có một E lớp ngoài cùng. Nên mình suy ra ở đây A của chúng ta sẽ thuộc vào nhóm 1A. Được chưa? A sẽ thuộc vào nhóm 1A. Được chưa? Đấy, lưu ý điểm này nhá. Điểm thứ ba nữa này, còn gì nữa không nhỉ? Với cái cấu hình như thế này chúng ta tính được tổng rồi đúng không ạ? Tổng E ở đây là bao nhiêu nhỉ? 11, và nó sẽ nằm ở ô thứ 11 nhá. Đấy, tiếp theo nữa. A ở đây, do nó có một E lớp ngoài cùng nhá, nên chúng ta sẽ suy ra được cái tính chất của nó là tính gì? Tính kim loại đặc trưng. Tính kim loại đặc trưng và khả năng của nó là khả năng nhường E. Tính kim loại đặc trưng và khả năng nhường E. Đấy. Và A có một E độc thân nằm ở đây. Đúng chưa? Ở cái phân lớp 3S ấy, thì có một E độc thân. Đây, phân lớp 3S có một E độc thân. Được chưa? Vì thế nên đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án A các em nhé. Đáp án A. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được điều gì? Từ cái E lớp ngoài cùng là từ nhóm A này chúng ta có thể suy ra được một cái nữa. Đó chính là cái tính chất. Đúng không ạ? Tính chất. Đặc trưng. Là tính kim loại hay là tính phi kim. Đấy, thì đây nó là một số cái vấn đề nó khai thác được từ